xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam nhà văn Nguyễn Văn Thọ với truyện ngắn vặn dây thường thành trạc buộc vào hai chân làm điểm tỳ trèo lên thân cây thuần thoắt như vượn cái tổ ong bị chinh phục ong khoái đông hàng vạn con bị hun vỡ tổ bay ra tán loạn tôi nhìn mà lo lát sau nó thòng xuống một xô mật đầy đêm ấy về đơn vị tiểu đội tôi ai cũng được nửa lít mật hai thằng tụi tôi uống mật pha trà hút thuốc quấn sợi vụn vừa được phát tôi thán phục mày trèo giỏi quá như vượn em quê thanh hà tụi em từ bé ai cũng trèo leo rất giỏi hóa ra sở dĩ nó leo trèo giỏi hơn cả lũ trẻ trèo me trèo xấu bọn tôi vì quê nó trồng rất nhiều vải tôi cứ mường tượng những khu đồi, khu vườn rộng mênh mông theo lời nó. Vải chín đỏ ối mỗi khi mùa hạ tới và nó thân thoát trèo, truyền trên các tán cây hái vải như khỉ. Hòa bình, anh về quê em, hoa quả rất nhiều. Nó kể, nhà em ở sát sông Cái, có cái đầm dài và rộng, nguyên xưa là khúc sông. Mùa hạ sen trắng, đỏ đầy kín mặt hồ, nhiều cá lắm. Cá mè có con to như cái quạt nan, những đợt đang nắng, chút mưa lớn, ban đêm chèo thuyền nan đi đêm đâm cá úi. Chào ôi, sao mà thích vậy? Tôi chợt nhớ làng Thanh Nhàn kề khu chợ rời, qua một con đê là sang một thế giới khác của lũ trẻ thành phố. Xong xem ra, quê nó còn kỳ thú hơn nhiều. Hôm sau tôi bảo, mày kém tao có một tuổi, xưng mày tao cho tiện, anh em gì? Nó cười toang hoác, hở cả lợi, rõ hiền. Từ ngày có tuổi tân binh gốc gác nông dân, tiểu đội tôi ăn uống khá lên hẳn. An dưỡng toàn thịt là thịt, rau cỏ không có, chán quá. Thằng Đức đi dọc mấy con kênh, dọc suối, bờ ruộng, móc cua, bắt ếch. Đổi lại, tôi nói cho nó kinh nghiệm nơi mặt trận. Cho nó, thằng tân binh chưa biết mùi súng đạn. Mới tập lăn lê, bò toài nửa tháng, đã vào thẳng đơn vị, từng trọi nhau như cơm bữa. Tôi đưa nó vào rừng, xem tôi khiển cây AK-47, bán gập, bắn ứng dụng ra sao. Tôi bảo nó cách đi rừng, cách buộc bệ chuối giữa hai quả lựu đạn để không phát ra tiếng lách cách khi vận động. Cách xác định tọa độ với bản đồ và la bàn. Phương pháp giao nhau ba điểm để xác định nơi mình đang đứng mà khỏi lạc rừng. Tôi chuyển kinh nghiệm cho nó cách đánh hơi tụi lính phục kích mình phía trước. Tất cả chuyện của tôi đều là cách làm sao để sống được mà về nhà nó dòng tai nghe không sót từng từ. Sau an dưỡng, đơn vị nhận lệnh đi bê giải. Từ đó tôi và nó cứ quấn với nhau như đôi sam. No đói có nhau, hiểm uy bên nhau, đánh vài trận, anh em thưa dần đội ngũ. Tôi lên trung đội trưởng B1, nó lên A trưởng thuộc quân B2. Trận vây chung khe đòn, đại đội chia nhàm hai cánh. Cánh của tôi bị địch đổ quân từ viên chăn ra vây lại. Ba tiểu đoàn địch quay sở chỉ huy D và trung đội tôi gọi điện cầu cứu các đơn vị đều ở xa. Chúng tôi bắn gần cạn đạn thì nó dẫn hai tiểu đội tới. Hóa ra, trung đội trưởng bên nó đã hy sinh, nó tự động lên thay, đưa anh em về cứu nguy. Đánh vận động trong rừng khộp với hỏa lực chính là hai khẩu 12 ly 7, vài tay súng AK và B40 quả là cực kỳ nguy hiểm. Nơi mưu trí thọc sườn lại đánh đúng sở chỉ huy của địch, nên ba cánh quân của lính Thái và Lào tàn rã Lúc hai cánh quân bọn tôi gặp nhau thì địch gọi ngay bốn cái A37 tới. L-19 bắn đạn khói vào giữa đại đội. Súng 12 ly 7 đang gá ở tư thế bắn bộ binh nên tụi tôi nằm ngửa, ngẩng mặt, chân chân nhìn từng máy bay bổ nhào. Cả bọn như ếch nhìn rắn, chờ chết. Bom rơi tròn xoe trên đầu, 12 trái nổ nhức óc. Trước dây khắc, bom rơi chạm đất. Nó nằm bên, nhào đến ấn đầu tôi và chạc ba cảng chân súng 12 ly 7. Cả người nó nằm đè lên tôi. Trận ấy tôi thoát chết, còn nó bị thương ba bốn nhát, mảnh bom xiên, may chỉ phần mềm, phải nằm viện ba tuần. Tôi giữ cái áo đẫm máu nó, giặt mãi vệt máu không thôi. Anh em hy sinh nửa đại đội, số lính gốc nông dân, cùng đợt nó, mất bảy thằng. Rồi trung đoàn tôi đánh chưa ngé lại tham gia đánh ba mươi thuật, treo reo, phú bồn, Thế như trẻ tre, chúng tôi tiến thẳng vào Sài Gòn. Mừng rỡ, nhảy cẫng, ôm nhau khi nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng. Sống rồi, sống để được trở về nhà. Tôi và nó tưới hai băng AK-47 lên bầu trời Sài Gòn chiều ấy. Đẩy những đám mây xám bay ngang. Vài tuần hòa bình trôi nhanh. Mọi nguồn vui chiến công và chiến thắng nguội dần. Giải trừ quân bị, tôi ra quân đợt đầu chúng tôi không hề biết điều gì sẽ chờ đợi ở nhà khi trở về làm dân nhưng dù khó khăn thế nào hòa bình vẫn là nhất rồi không còn phải sống trong miền địa ngục có tên là chiến tranh nữa đấy là điều mà những người chiến binh thực sự như chúng tôi có thể cảm nhận được rõ hơn ai hết ngày chia tay nó bán cái đồng hồ long xin lượm được ở ban mê là một trận bia túy lúy trong cơn say nó cứ nghiêng ngả bá vai tôi Tê ơi, mày về trước, tao về sau. Nhớ địa chỉ làng tao đấy. Mày về Hà Nội sướng quá rồi. Đừng quên tao. Tao về làng thôi, làm nông dân như bố tao vậy. Ngày xưa ông ấy đánh Pháp xong, cũng lại về làng, về làm thằng thợ cày. Tôi về Hà Nội đâu có sướng. Tôi như bao cựu chiến binh Hà Nội bị cuốn trôi vào với cuộc sống hậu chiến. Hà Nội hậu chiến, đầy sắc áo xanh bạc màu thất nghiệp cả năm rồi xin được việc làm một chân bảo vệ bãi khai thác cát suốt ngày đêm ở khoảng đất cát bay mù mịt tôi như hòa vào trăm nghìn hạt cát cuộc sống chật vật lắm nhưng còn hơn sống trong rừng đánh nhau triền miên rồi tôi nhận được thư của Đức hóa ra đơn vị tôi đi làm kinh tế được 4 đến 5 tháng thì chiến tranh biên giới Campuchia nổ ra thư nó viết đơn vị lại bỏ sẻng quốc nhận lại súng 12 ly 7 sang căm mày ạ à. Cuộc chiến bên này không như hồi chúng mình đánh Mỹ, rằng dai căng thẳng lắm. Bao nhiêu kinh nghiệm khi chiến đấu cùng mày, nhất là chuyện không bao giờ để anh em bắn điểm xạ dài quá nhiều và liên tục dặn anh em cơ động thay đổi vị trí bắn, nên anh em cũng đỡ thương vong. Tào cũng nhiều lần thoát chết, nhưng đạn trả kiêng ai, ai may mắn mãi được. Tao lại bị thương ở chân, may mà không phải cưa. Có lẽ tháng 7 ta mới được ra quân, ra quân, mày về quê tao chơi nhé tôi viết thư cho nó dặn khi về đừng mua búp bê mua lấy cái khung xe và ít phụ tùng về lắp cái xe mà đi lại không mua ảnh nhấp nháy băng nhạc nhẽo gì cả thư gửi đi rồi tôi cứ tha thần nghĩ về nó nó về thanh hà với ai với nhãn với cánh đồng và con trâu đêm ấy tôi mơ giấc mơ y như ngày hai đứa còn quần nhau với địch ở khu bản cháy cuộc sống hậu chiến, vật lộn kiếm ăn, cuốn trôi những nỗi nhớ, những kỷ niệm. Tôi lấy vợ, sinh con, làm thêm nhiều nghề như phụ hồ, chữa xe máy, có lúc làm cả phó nháy đám cưới để có tiền. Chờ mãi, mà thư nó cũng không có. Anh em cựu binh ở đơn vị, kẻ sống sót lần lượt trở về. Đám lính quanh Hà Nội cũng chả đứa nào nghe tin về thằng Đức. Nó biệt tâm. Gặp lại thằng chính lái xe năm nào cùng đi lấy củi cụt một chân từ Pot về. Chính bảo, thằng Đức ra quân nhưng mò về đồng dù, tìm lại cô bạn Củ Chi rồi ở lại đó. Tôi bán tin bán ngờ, thằng Đức mà rời bỏ cái làng của nó ư, sao mà tin được. Nó chẳng biết bao nhiêu lần kể với tôi về những vườn vải, cái đầm sét bao la mặt sen và cái thuyền nan sơn ta đen chùi chuỗi lành bảnh vun vút, chở nó rẽ sen đi sao? Bên cạnh có cái chĩa ba mũi sao? nhiều khi nhớ nó tôi ngửi cả thế mùi sen lẫn mùi man mát của hơi đầm tôi vẫn thấy như lời nó kể trong chiến tranh bên cánh võng giữa rừng khuya những đám sương đêm trắng bồng bềnh trôi trên mặt đầm nghe rõ cả tiếng nước lõm bõm rơi từ mái chèo xuống và cảnh nó dướn người lên phóng vút cái xiên đâm trúng một con cá lớn đang úi khi mưa hạ lách trách gõ nước đều đều rào rào trên những tàu lá sen thanh mướt cuộc sống có những thay đổi bất ngờ công ty có đợt xuất khẩu đi Đức. Tôi may mắn trở thành công nhân xuất khẩu sang Đức, làm anh công nhân xây dựng, rồi nước Đức biến động, bức tường Berlin biến mất và Đức thống nhất. Tôi liều ở lại, buôn bán vặt trên vỉa hè. Công việc làm lũ vất vả lắm, vì mỗi ngày khi Noel tới, tụi tôi dầm chân trong băng giá, giữa tuyết lạnh rơi ngập trời cả chục giờ đồng hồ. Xong bù lại, tôi có tiền, nhiều tiền tôi đổi từ đồng đức ra đồng đô mới có thơm phức. Trở về nhà, đây là mong ước đã ngấm vào máu thịt của con người ta chăng? Tôi về nước sau 2 3 năm vất vả, mang trong tay cả đống tiền, những bao nhiêu việc phải chi ra cho gia đình sau 2 3 năm chờ đợi ấy. Tôi sửa nhà, mua sắm cho vợ, còn tủ lạnh, tivi, xe máy, tất cả ngốn hết cả số tiền dành dụm sắp tới ngày đi thì tụi lính đơn vị cũ kéo tới nhà suốt hơn chục năm ai cũng lăn lộn kiếm sống thực mỗi đứa là một kho chuyện nhưng chuyện tôi chú ý nhất là thằng đức đã về thằng chính kể nó ở sát huyện thanh hà bây giờ sửa xe đạp ở ngã ba huyện sao ngày xưa mày bảo nó về củ chi lấy vợ nó về mũi lớn cũng định lấy con bé nhưng con này không chịu theo nó về bắc thành ra nó chia tay Thế nó sống thế nào? Hay chúng ta xuống nhà nó đi? Đi! Cả tụi lính cũ nhao nhao hăng hái. Chúng tôi bảy tám thằng cựu binh từ Hà Nội kéo xuống Thanh Hà, rào rào đèo nhau phóng xe máy tới cái ngã tư. Bây giờ nhà cửa mới lưa thưa, chứ chưa, chưa hoành tráng sầm uất như hôm nay. Xe dừng. Nó kìa. Cái thằng bạn tôi xưa giờ tóc đã bạc lởm trở, gầy như que củi đứng bật dậy như trời trồng. Dưới chân nó là cái xe đang vá dở xăm, một cái chậu nhựa đầy nước bên cái thùng hình như làm bằng thùng đạn 37 của đội. Tôi nhảy xuống xe, lao đến nó. Đức, Đức đây à? Nó không nói được câu nào vì bất ngờ quá. Tất nhiên nó dẹp bỏ ngay dụng cụ chữa xe để kéo cả tụi về nhà nó chỉ cách đấy hai ba cây số. Một ngôi nhà gạch cũ kỹ, ba gian lợp ngói, nằm giữa khu vườn cũng gọi là ấm cúng. Gian giữa kê cái bản nước đối diện với cái ban thờ treo hai ảnh. Tôi đoán là cha mẹ Đức. Ảnh người đàn ông gầy, đội mũ kipi, quân hàm thiếu úy, nhìn chúng tôi hơi mỉm cười, như diễu cợt. Nói gì thì nói, tục quê, khách đến nhà, không gà cũng vịt, lát sau vợ nó mới từ đâu tất tưởi về chắc cô ta vừa đi làm màu về tay cuốc tay cái đựng ít rau nắng tháng bảy bạc phách trên vai áo cũng cái tạng gầy gò tong teo như cái thằng chồng vợ đức vào chào đám lính trận của chồng rồi quay ra ngoài nghe tiếng gà kêu quang quác nhìn qua cửa hai ba cây vải cổ thụ đã thu hái hết quả mấy con gà lục cục ăn quanh Bên trái một đống dạ rút dở, kế đó là trái bếp đang ngun ngút tỏa khói, có mùi thơm phương phức của hành mỡ đang phi. Chỉ nhoáng sau, cái chiếu trải ra giữa nền gạch và cơm gà, mướp xào lòng, khoai tây xào dầu, rượu trắng hai chai được người đàn bà gầy, ngực, lép, kẹp, mỏng như lá lúa, dọn ra. Các cháu đâu? Tôi hỏi. Tụi nó đi học cả, con đầu của tao sắp hết đại học trên Hà Nội. Chuyện lính gặp nhau toàn hồi tưởng, cả việc kể tội nhau sự hơn kém nhau ở chiến trường. Bạn bè đồng ngũ, đưa chết ra sao, bị thương ra sao, cứ ào ào như cuốn phim chiếu lại. Tôi hỏi thăm thằng Đức về cái đầm dài nó từng kể. Nó bảo, cách đây hơn cây, mà chẳng to lớn quá như mày nghĩ đâu. Hồi xưa xa quê nhớ nó quá, nên kể, giờ đi nhiều. Về nhìn lại, nó cũng chỉ hơn cái ao lớn. Các cụ kể lại, xưa là một khúc sông cái bồi lấp mãi nên đầm nên ao lại bảo cũng có cho thầu rồi bây giờ không ai tự do vào đấy mà chĩa cá mú nữa thế là hết cái mộng đi xem đầm của tôi xem ra làm thằng nông dân cũng gây ra phết đức được hơn triệu tiền thương binh loại bốn con cái đi học không phải đóng tiền học nhưng đẻ ba đứa thì tiền nuôi tụi nhóc cũng khá tốn vợ Đức là bạn học dưới nó một lớp, đi thanh niên sung phong về trước nó hai ba năm gì đó, cũng cảnh thường bình, thương yêu mà nên vợ nên chồng. Cả nhà có hơn ba xào ruộng, hơn xào hoa màu, vậy thiều thì lúc được lúc không cũng chả tích cóp được bao nhiêu. Ta phải làm thêm cái chân sửa chữa xe đạp ngoài huyện. Đức kể. Vợ Đức vừa dọn mâm bát, bưng, đĩa đu đủ vừa bổ ra đế theo chồng. Lão nhà em hay quặt quẹo lắm, ốm thì vèo một cái hết cả triệu, tiền nào cho xuể. Vui tới mấy cũng phải về. Đức tiễn chúng tôi ra đầu làng, tôi móc ví, rúi vào tay nó 200 đô. Cũng không còn nữa. Quá cảnh, qua Nga, chờ đó phải nửa ngày, tôi cần giữ chữ vài chục đô lẻ. Thằng Đức cầm trong tay hai tờ đô, run run. Sao mày cho tao nhiều thế? nó quay sang nhìn mấy thằng bạn lính nó rưng rưng muốn khóc ôm chặt tôi rồi nghĩ rồi chợt đẩy tôi ra và lại móc hai tờ bạc mỹ ở túi đưa trước mặt tôi thong thả nói tao chợt nghĩ thế này hai tờ bạc lớn này của mày cho tao tiêu hai đến ba tháng là hết mày biết đấy tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống nói thật nhé tao nghe nói xe bãi rác bên nhật có hai trăm đô tụi đi vốt cô về kể vậy mày thương tao sang bên ấy bằng cách nào mua cho tao cái xe máy bãi rác ấy cho con tao khỏi tủi thân xong nó thần mặt ra chờ đợi tôi nắm lấy vai nó lắc lắc cười phá lên ôi trời ơi thời đại này ai mua xe bãi rác nữa tao sửa chữa nhà mua sắm cho vợ con hết tiền rồi chứ tao tiếc gì mày đợi chuyến sau tao về tao mua cho mày hẳn hai cái dream mới cóng chứ đổ xăng không? Đức tròn mắt hỏi. Thật! Tôi quay lại tụi bạn cười, ấn hai tờ đô vào túi áo ngực Đức. Có tụi mày làm chứng nhé, tao hứa, lời hứa của chiến sĩ quân đội. Tôi lên Hà Nội. Trước ngày sang Đức, tôi nhận được thư của nó. Thư của Đức cảm ơn tôi tặng nó số tiền 200 đô. Thư dông dài kể vợ chồng nó cảm động Mày đúng là thằng đồng đội đã sống chết cùng tao. Ân tình này sống để lại, chết mang theo. Lại cái đoạn này làm tôi muốn cười ra nước mắt. Mày mau quay lại Việt Nam nhé. Nhớ mua cho tao cái xe máy. Tao mà có xe mày mua, tao sẽ tháo cái ống bô ra. Bố con tao sẽ đèo nhau chạy quanh làng cho cả làng nó biết là tao cũng có cái xe máy mà hẳn loại xe sang nhất, The Dream, chứ chả chơi. Đúng là như con gái ta nó bảo, dream là giấc mơ đấy bố ạ. À. Nhưng cuộc đời lắm đoạn vòng vo chẳng thể lường. Nước Đức sau vài năm thống nhất cũng không còn buông lỏng quản lý xã hội nữa. Việc buôn bán thuốc lá, băng địa lậu của người Việt chúng tôi chấm dứt. Tiền không còn kiếm được như trước. Buôn bán quần áo cũng ế. Thấy bạn bè kinh doanh tiệm ăn có lời. Tôi cũng mua thuê một điểm mở nhà hàng 120 chỗ ngồi đầu tư gần cả trăm ngàn tiền tích cóp lại vay thêm bạn bè cả trăm nghìn euro nữa mua trang thiết bị nhưng kinh doanh nhà hàng không phải chuyện chơi không có nghề lại chọn nơi mở tiệm không đúng điểm lắm thực khách sau ba tháng kinh doanh không có lời tôi phải khai báo phá sản thế là quay lại cái máng lợn tôi đi rửa bát thuê cho thằng bạn để trừ nợ dần năm sáu năm vù vù trôi đi trong cái kiếp làm thuê mới trả xong món nợ làm thêm một năm nữa, đứng bếp xào mì, ngửi mùi dầu 12 tiếng mỗi ngày, tôi mới tích cóp được dăm bảy 000 đô để về Việt Nam. Mới ở Hà Nội được một vài ngày, thì tụi thằng Chính biết tin tôi về, đến chơi. Vừa gặp nhau, Chính đã nói, Thằng Đức mất rồi, mày biết chưa? Sao? Nó mất rồi ư? Mất vì bệnh gì? Tôi hoảng hốt. Nó ốm đau triển miên Bọn tao về thăm nó hai lần Lần nào nó cũng hỏi Thằng Tê về chưa Tao bảo Mày vẫn bật vô âm tín Nó thở đến thượt một cái Rõ dài Rõ dài Thằng Chính nhắc lại Nghe thằng Chính kể xong tôi thử mặt ra Trời ơi Nó chết rồi còn tôi biết ăn nói với các chiến hữu của tôi ra sao về chuyện đi Tây mà suốt một thời gian dài chẳng kiếm được đồng nào để bạn tôi chờ đợi. Tôi mắc nợ đức. Thằng chính lại vẫn vô tư nhẩn nha kể tiếp. Lúc nó sắp mất, tao cũng ốm không về được. Tụi thằng Nam Chố, thằng Được, thằng Long, hàng thiết có về. Thằng Long kể lại với tao rằng thằng Đức nằm trên giường thiêm thiếp. Nó kiệt sức lắm, mà nghe vợ gọi, biết tụi linh cũ đến, mở mắt, cố ngỏng cổ lên, hỏi Long. Thằng Tê nó về chưa? Trời ạ, à, chả đứa nào dám nói gì. Thấy tất cả im lặng, nó nức lên một tiếng, rồi đi. Khổ, nhà nó vẫn nghèo, rách bươm ra. Chắc nó mong mày về để có cái xe máy. Tôi im lặng. Tôi chợt nhớ tới khuôn mặt mang tơ của nó hồi mới gặp nhau nhớ bóng nó thân thoát, trèo lên cây lấy mật, thấy cả cái dáng gầy gò lỏng khỏng của nó bên cái chậu nước vá xăm lốp. Đức ơi, mày yêu quê hương lắm, tao biết, nhưng cuộc đời này trả cho mày làm thằng nông dân, thỏa cái mong ước giản dị trong chiến cuộc của mày. Lòng tôi thầm gọi, để nước mắt tự nhiên ứa ra. Tuần sau, tụi tôi bàn nhau về thăm mộ nó. Tôi bàn với vợ, tiện thể mang ít tiền về đỡ đần vợ con Đức. Cả tụi hơn chục thằng thuê cái xe 12 chỗ kéo quân về. Trước khi đi tôi bàn với thằng chính ra hãng mã đặt làm một cái xe dream về đốt cho thằng đồng đội xấu số. Vài năm, chả có đứa nào về sau ngày nó mất, nên đứa nào cũng bất ngờ khi không tìm thấy dấu vết làng cũ và ngôi nhà tuỳnh toàn của thằng Đức cả cái khu đất nhà nó. Nay có một con đường mới, một khu vườn rộng của một đại gia nào ấy. Mà nhìn qua bức tường cao vây kín, thấy những hàng vải thiều sum xuê cao hơn đầu người, xanh mướt. Cái cánh đồng xế bên nhà cũng mọc lên cả một khu nhà máy rộng. Ra ngã ba, rẽ vào khu làng cũ của Đức, một dãy phố mới mọc chi chít quán xá, chắc để phục vụ cho đám công nhân nhà máy. Hỏi một bà già, đúng là dân làng cũ mới biết vợ đức chuyển vào sài gòn với đứa con gái cả vợ nó cũng ốm suốt con gái làm kế toán trong sài gòn đón mẹ vào đó rồi còn hai anh em à nghe nói một thằng đi làm công nhân thủy điện trên tận sơn la còn thằng út thì hình như vào lâm đồng làm cà phê cho người ta rồi làng này không cứ nhà nó vỡ tan ra hết rồi còn ruộng đất đâu nữa mà ở lại chứ Chú tôi theo hướng dẫn của bà cụ cũng tìm ra cái nghĩa địa và ngôi mộ đức yên nghỉ ngôi mộ nhỏ xây xi măng thấp lè tè loi thoi vài chân hương đoán của ai đó thăm mộ kế bên mà cắm cho đức trăng tụi tôi dọn cỏ trải giấy báo ra bày trên mộ đức ít hoa quả một vài thứ bánh trái lật vặt và cái xe dream xanh đỏ dân hàng mã làm to như thật chúng tôi đứng sắp hàng như những người lính còn trong quân ngũ trong hàng quân im lặng hai hàng nước mắt của tôi ứa ra lúc hóa xe máy bó chân hương lớn gặp gió bỗng cháy bùng đùng rồi có con gió xoáy cuốn chiếc xe máy giấy đang hóa lửa bùng cháy dữ dội thốc lên trời xoáy vào không gian xoay tít trên cao một vòng tròn tôi chợt nghĩ tôi lá thư của đức ngày nào viết cho tôi khi rời khỏi việt nam tao sẽ tháo cái ông bô ra. Bố con tao sẽ đèo nhau chạy quanh làng cho cả làng này nó biết. Không, tôi không lừa dối bạn tôi. Cuộc sống này có bao khúc quanh khốn nạn để ước mơ giản đơn của cả tôi và nó không thành hiện thực. Tôi quỳ trước mộ đức, dưới những tàn lửa của chiếc xe máy giấy đang tan và hư vô, run rẩy những ý nghĩ trong đầu không sao cất được thành lời. Thằng tê của mày, đã về đây Đức ơi, tao không bao giờ lừa dối mày như kẻ khác đâu. Lính trận, ai lừa dối nhau? Đức ơi! giọng đọc sơn tùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn thằng tê đã về chưa của tác giả nguyễn văn thọ